Nên về một bức tượng Lân với chiều cao là 36 cm và đường kính là 32 cm của dòng gốm Kutani Nhật Bản, với kích thước rất là lớn, hình ảnh Lân hí cầu được nghệ nhân vẽ tay rất là đẹp. Và cái tượng Lân rất là to lớn, Lân hí cầu một cái biểu tượng là đem đến sự giàu có, thúc đẩy địa vị cũng như tài lộc cho gia chủ các bác. Và hình ảnh kỳ lân là biểu tượng rất là cao quý, mà nó giữ trong phong thủy là sức mạnh, sự dũng cảm, khát khao, khát vọng cao, ý thức cạnh tranh và phúc lợi, và cũng như là quyết tâm mà các bác. Một cái biểu tượng đem đến những cái điểm lành cùng năng lượng tốt lành, do nhân vật kỳ lân là một cái con vật rất là trung thành các bác, và rất trung thành với chủ, nên nó sẽ bảo vệ những ngôi nhà của mình tránh khỏi những cái điều xấu xa, cũng như là đem lại sự giàu có, thúc đẩy địa vị tài lộc cho người sở hữu ạ. Và từ đó trở thành một cái biểu tượng rất là cao quý, mang lại sức mạnh, sự dũng cảm, khát khao cao cùng quyết tâm cho gia chủ khi mà sở hữu những cái bức tượng Lân như thế này. Thì các bác thấy hình ảnh Lân được nghệ nhân vẽ tay và những cái điểm vẽ vàng rất là đẹp, rất là xuất sắc ạ. Và bức tượng Lân này của em thì ông Lân thì đứng trên một quả cầu với hình ảnh cười rất là tươi các bác. Đấy, các bác thấy thần thái của Lân rất là đẹp không ạ? Khuôn mặt thần thái rất là đẹp. Biểu tượng này thì các bác có thể trưng bày rất là đẹp ạ. Và từ dòng gốm Kutani nha, đây là một cái dòng gốm cao cấp của Nhật Bản, và bác nào mà muốn sở hữu em nó thì các bác có thể liên hệ với em nha, để em sẽ chụp hình và quay video chi tiết hơn cho các bác xem ạ. Chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như sức khỏe ạ. Em tạm biệt các bác ạ.